Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của mình nha. Thì ở clip hôm nay á, mình sẽ không ra xe mắt ga đâu anh em ạ. Là mình sẽ ra một cái file gọi là cái free file thôi. Nói chung là Liên Quân thì mình chưa làm. Nếu mà mình up cái video này lên, mình sẽ up thêm Liên Quân nha anh em. Thì nói chung là bây giờ á, anh em không cần phải gỡ cài đặt view xe mắt ga nữa. Ý là cái file này nó sẽ gọi là cài free file vào trả lập anh em. Thì anh em không cần phải sửa cài đặt xe mắt ga cũ, bởi vì nó rất là tốn thời gian, và có một số anh em cài lại thì nó lại lỗi này lỗi kia, nên anh em cứ việc giữ bản cực cũ vẫn xài được nha anh em. Thì nói chung là bây giờ nếu anh em nào mà giữ xe mắt ga cũ trong máy á, thì anh em sẽ làm bước tiếp theo nha. Còn nếu mà anh em nào mà lỡ xóa đi rồi hoặc là gì đó, thì anh em mình sẽ để cái link video xe mắt ga cũ ở phần mô tả video, anh em vào đó anh em cài lại nha anh em. Và lưu ý là cái file đầu ra mình để lấy cái file đây nè, đây là cái file của ngày của Free Fire nó tự cài nha anh em. Cái file này mình sẽ để ngay phần mô tả video. Thì nói chung là cái file này á, xe mắt ga bản nào cũng có thể cài được nha anh em, không phải riêng bản của mình đâu. Đấy, anh em xài bản smart ga của mấy ông nước ngoài hay gì đó thì anh em vẫn xài được file này nha. Nói chung là bây giờ mình up cái file này cho nó gọn, anh em thích xài bản nào anh em xài, anh em tải không có free file hay là tải tải có sẵn free file cũ, thì anh em chỉ cần chạy cái file này là nó sẽ tự động cài free file mới nhất cho anh em nha. Nói chung bây giờ anh em tải về sau anh em dạy nén ra cho mình. Đấy, mật khẩu mình sẽ để ngay trên màn hình nha. Rồi, tại hôm nay mình hơi bận thành ra là làm video cho lẹ, sáng sớm dậy sớm làm video cho lẹ xong rồi up lên cho anh em. Cũng không ngờ là hôm nay Free Fire nó update luôn á. Đấy, sau khi dậy nén xong á thì anh em sẽ có 3 file thế này. Bây giờ trước khi chạy á, anh em bắt buộc anh em phải chạy xe máy ra trước nha anh em. Đấy, chạy trước, chạy xe máy ra trước. Anh em nào chưa cài thì anh em xem lại video ở dưới phần mô tả nha. Hoặc là anh em xài bản nào cũng được, kể cả hình như Android 7 không được anh em à. Android 7 nó không cài được, thì Android 4 thôi. Ở đây mình có sẵn này. Anh em cứ cho đây là bản cũ nha anh em. Đây là bản cũ. Thì bây giờ làm thế nào để cài? Thôi để mình sao thấp quá vậy trời. Bây giờ mình xóa đi, xóa cho chắc. Nói chung là anh em cài bản không có game gì hết nha. Ui, kệ đi. Và anh em sau khi anh em mở phim phở mở xe mắt ra thế này, anh em chạy cái file này cho mình, rình hi hi nè. Đấy, anh em chạy cho mình nha. Rồi, vì bây giờ anh em chỉ cần đi đâu đó hay là bấm cái gì đó chơi, mở YouTube hay là đi pha cà phê gì đó, tụi anh em nó sẽ tự cài cho anh em nha. Nói chung thì cũng không có gì về khó khăn đâu, chỉ là hơi lâu tí à. Ở đây cái pha này nó sẽ cài OBB và cài APK và một chút phần data để mà fix cái lỗi đen hình nha. Anh em nào không bị thì thôi, anh em nào bị thì nó cũng sẽ đỡ hơn một phần nào đó. Nói chung là mình cũng có bỏ vào, anh em nào không bị thì cũng bị. Nói chung là lầm quá. Rồi anh em chỉ cần chờ nó cài thôi, nói chung là rất là đơn giản nha anh em. Anh em không cần phải gỡ cài đặt lại, rất là mất công. Nói chung là xài bản cũ như thế này thì nó vẫn ổn định hơn. Thế là nó cũng không có lâu đâu anh em ạ. Chỉ có anh em xài HDD thì nó mới lâu quá thôi, chứ SSD nó cũng nhanh. Sau khi cài xong thì anh em nó sẽ tự mở game cho anh em nha. Ây chà,
Ủa mình nhớ mình cái file này mình làm nhẹ là rồi mà sao nó vẫn cái phần này đâu rồi ta, mình quên chỉnh lại cái chữ nè. Ủa thiệt luôn. Không sao, nó lâu rồi thôi, chứ tí nữa mình sẽ ấy file sẽ fix lại nha anh em. Hơi lỗi tí. Sao làm cái gì cũng lỗi vậy trời, buồn ghê. Rồi, nó là chạy xong rồi anh em, nó tự mở game cho anh em luôn nè. Mình lên nhóm thì mình cũng thấy có một số anh em đó là bản này nó không còn bị đen màn hình nữa. Ở đây vậy là xong rồi anh em, nói chung là không cần phải gỡ cài đặt lại gì cả, nó vẫn là xài bản cũ đấy, vẫn vô bình thường nha. Ở máy mình thì vô bình thường nhưng không biết máy anh em như thế nào. Đây mình để đi test nè. Đấy. Thôi. Chỉ có thế thôi anh em ạ. Cũng không còn gì thêm đâu. Nói chung là nếu còn game Liên Quân thì mình sẽ để thêm file ngay phần mô tả luôn. Anh em chạy thì chạy là được. Rồi, cảm ơn anh em đã xem hết video này nha. Nếu hay để lại cho mình một like, subscribe cho channel của mình nha. Và sáng nay với chiều nay mình sẽ bận nên mình sẽ không gọi là rep tin nhắn nhiều ra anh em ạ. Nói chung là như thế. Rồi. Hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo nha.